Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ quay một cái góc nhỏ cái chỗ để mai của mình ha. Đây là cái đế nè các bạn. Thì đây lúc trước đổ lên thì này dự định làm một cái hòn đồng bộ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà do cái mình không có chơi cái hòn đồng bộ nữa các bạn, mình úp cái mặt này xuống để làm một cái chân nữa các bạn, để làm một cái giá đỡ để những cái mai nè. Thì đây là toàn bộ một mình để 4 cây mai, thì mình sẽ quay cho các bạn xem mỗi cây nó có cái vẻ đẹp khác nhau các bạn. Đây là một cái cây mai mà mình để mà treo tường nè các bạn. Cái này được ghép khúc 24 cánh, thì chúng ta có thể treo lên tường. Đây là cây mai nó lùng lực và nó có một cái rất là đẹp nè các bạn. Thì mình sưu tầm, mình chơi cái mấy cây này loại này bạn thấy không, thì mình đắp cái mô nó hơi cao lên để nhằm là ủ cái đế lại, thì sau một thời gian thì cái rễ nó phát triển thì mình sẽ bươi ra để cho nó bằng dưới cái miệng chậu, thì cây nó sẽ lòi ra lên cái bộ đế rất là đẹp nha các bạn. Cây này có cái đế rất đẹp bạn ơi, nó tương đối lùng to nè, khoảng cổ chân á. Cây đang cũng phát triển rất là khỏe mạnh. Đường nó thì đường thân nó thì rất là u nằng các bạn, gồ ghề, nhìn nó có rất vẻ là cổ và rất là đẹp. Đây là một cái cây mini này, giống cúc vip các bạn ơi, mini thôi. Thì đây là tiếp theo, đó là cái cây mai mà có cái dáng đổ xuống nè các bạn. Và đây là chơi tượng nha, mình bỏ trong tượng để mình chơi, thì cái tượng này mình mua thêm cái đế luôn nè các bạn. Nhìn ngồi trên cái đế này cũng bằng xanh luôn, thì nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Rồi video đến đây là kết thúc ha các bạn. Đây là một cái góc mà quay để cho các bạn cùng xem, cũng như là chúng ta xem những cây mai nó đẹp nha các bạn. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Xin chào.